Chế tác đồng hồ là một quá trình vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự chính xác đến từng công đoạn. Bởi chỉ cần một chi tiết sai, người nghệ nhân có thể sẽ mất đến hàng giờ để lắp ráp và hoàn thiện tổng thể. Là một trong những thương hiệu đồng hồ có tiếng tại Nhật Bản, AirWatch không chỉ tôn vinh những tinh thần sáng tạo mới lạ mà còn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ để đạt được độ chính xác tuyệt đối cho từng cỗ máy mình tạo ra. Trong video lần này, anh em hãy cùng tôi khám phá cỗ máy AirWatch Skeleton để cảm nhận rõ sự khéo léo, tài tình của người thợ chế tác đồng hồ nhà AirWatch nhé. Cỗ máy trên tay tôi lúc này mang mã hiệu SG8897-4602, nổi bật với diện mạo nam tính, phá cách. Điểm độc đáo nhất của chân dài này là không có phần mặt số. Thay vào đó là thiết kế skeleton hiện qua góc khoét lớn để lộ trọn vẹn bộ máy bên trong. Cá tính nhưng không kém phần quyến rũ, thiết kế này thỏa mãn thị hiếu của những vị khách luôn tôn sùng sự chính xác, như một tác phẩm điêu khắc với kiến trúc siêu phức tạp. Mặt số skeleton nổi bật với kết cấu độc đáo, được bao bọc trong lớp vỏ khung thép mạ vàng sang trọng. Mỗi linh kiện máy đều được chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, chính xác đến từng mm. Các chi tiết từ bánh răng, cầu nối, đinh ốc được đan xen nhau theo kiểu nan hoa, tạo nên một mạng ren tinh xảo, giúp chiếc đồng hồ được bọc trong bộ vỏ khung thép mạ vàng, cứng cáp, bóng bẩy, trở nên bắt mắt và để lại ấn tượng sâu sắc nơi người xem. Vì không có phần mặt số nên tính năng của chiếc đồng hồ này cũng hết sức đơn giản. Cụ thể, chiếc đồng hồ này chỉ báo giờ cơ bản thông qua bộ kim giờ, phút và giây, được thiết kế rỗng ở trung tâm. Bộ kim mạ vàng được đánh bóng sáng, bề mặt kim nhẵn nhằm đẩy mạnh khả năng phản chiếu ánh sáng, tăng sự lộng lẫy và nổi bật trên bề mặt số phức tạp. Đồng điệu cùng bộ kim mạ vàng là những cọc số dạng vạch thanh lịch được đổ đầy dạ quang, có khả năng phát sáng hữu hiệu trong điều kiện thiếu sáng. Nếu chỉ nhìn lướt qua, chúng ta cũng dễ dàng nhận diện được thương hiệu thông qua phần logo được in sắc nét trên bề mặt nhẵn mịn, đặt tại góc 12 giờ. Có một điều thú vị ở phiên bản này là khi anh em chiếu đèn pin vào mặt số, ánh sáng từ đèn pin sẽ len lỏi qua các linh kiện máy và tỏa ra xung quanh vô cùng đẹp mắt. Điều này có được là nhờ thiết kế xuyên thấu ở cả mặt trước lẫn mặt sau của chiếc đồng hồ, tức là mọi ngóc ngách của cỗ máy đều được phô diễn dưới ánh mặt trời đầy sexy và nóng bỏng. Được nhiều quý ông lựa chọn làm món phụ kiện đồng hành trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh nét cá tính, phóng khoáng, mẫu đồng hồ AirWatch Skeleton vẫn thể hiện rõ nét thanh lịch, cổ điển và nam tính. Thiết kế thanh lịch của chiếc đồng hồ đến từ bộ vỏ với những chi tiết theo đúng phong cách truyền thống. Đầu tiên là dáng vỏ tròn trịa với đường kính 42mm, phù hợp với những quý ông có cổ tay từ 16cm trở lên. Với kích thước này, chiếc đồng hồ có thể là một điểm nhấn tôn lên sự sang trọng, đẳng cấp của quý ông khi kết hợp cùng với áo vest, sơ mi, quần Âu trong những buổi gặp gỡ trang trọng hoặc nam tính, độc đáo, kết hợp cùng với áo polo, quần kaki dành cho những buổi party đi chơi hoặc dạo phố. Về độ hoàn thiện, vỏ đồng hồ không có quá nhiều điểm nổi bật, phần vành bezel trơn được đánh bóng, kết hợp với viền đồng hồ thu hút bởi những đường khía rãnh đều tăm tắp. Bốn tai càng vát cạnh dứt khoát đầy mạnh mẽ, góc bên phải của đồng hồ là núm điều chỉnh giúp khóa chặt vỏ, ngăn chặn nước, hơi ẩm và bụi bám vào bộ máy bên trong. Nhờ thế mà đồng hồ có thể vận hành ổn định, với độ kháng nước là 50m, có thể đi mưa, rửa tay thoải mái. Phần dây đeo của cỗ máy được làm từ chất liệu da mềm, mặt ngoài được chạm vân cá sấu. Phần tiếp xúc với da thì mịn lì, mang lại cảm giác êm ái, dễ chịu, không để lại vết hằn trên cổ tay. Đi cùng với bộ dây cổ điển là bộ khóa cài mạ vàng bóng bẩy, đóng mở vô cùng dễ dàng. Trên bề mặt khóa có khắc logo hãng rất sắc nét, giúp tạo dấu ấn thương hiệu. Thông qua chi tiết này, người dùng có thể phân biệt hàng thật giả. Là một chiếc đồng hồ có tính ứng dụng cao, chiếc AirWatch SG8897-4602 có thể mix match với mọi office thường ngày, thỏa mãn yêu cầu của người dùng về độ bền bỉ. Ngoài trang bị vỏ thép, hãng còn sử dụng kính sapphire để bảo vệ mặt đồng hồ với độ trong suốt cao, khả năng chống chảy xước cực kỳ hiệu quả. Vận hành chiếc đồng hồ này là bộ máy Miyota 8N24 đạt chuẩn Japan Movement. Bộ máy này có cấu tạo gồm 21 chân kính, dao động ở tần số 21.600 VPH với mức dự trữ COT sấp xỉ 40 giờ vô cùng mạnh mẽ với độ chính xác cao. Vừa rồi là những thông tin chi tiết về tuyệt tác AirWatch Skeleton. Phải nói rằng trong tầm giá 5 triệu, hiếm có chân dài nào hội tụ đầy đủ chất, ngầu, đẳng cấp như cỗ máy này. Để biết thêm chi tiết, anh em vui lòng tham khảo link sản phẩm gắn ngay ở phần mô tả. Đừng quên like, share, subscribe cho TMX Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. XWatch, số 1 bảo hành hậu mãi.